Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có một cái chìa khóa Smart Key này. Bây giờ mình sẽ thử xem nó có kêu không nha. Đó, nó kêu như thế này là chìa khóa còn hoạt động tốt nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video thử xem cái chìa khóa Smart Key này nó có chống nước hay không nha các bạn. Để gần vào ổ khóa bật là nó lên nè các bạn. Cái ổ khóa này chỉ cần đeo lên người để gần xe là có thể sử dụng rồi, không cần phải để vào ổ cắm nha. Đó, còn bấm cái nút ở cái chìa khóa này hai lần là nó sẽ kêu tít tít ở cái xe để định vị. Bây giờ mình sẽ đi lấy một can nước để thử xem là cái chìa khóa này nó có chống nước không nha các bạn. Nếu mà nó chống nước các bạn là những cái lần sau, ví dụ mình đi trời mưa hay là đi xuống hồ lỡ may mà bị ướt người á thì mình cũng không có sợ bị hư nha các bạn. Do là đi ngoài đường á trời nó hay bị mưa, nếu mà mưa thì nếu mà nó không chống nước á là nó hỏng, là xe của mình mất cái chìa khóa. Nên là mình có thử coi. Nếu mà nó chống nước luôn á thì đi ngoài mưa thoải mái luôn nha các bạn. Khỏi phải lo giấu giếm gì cho nó mất công. Đây mình thử xe lại lần nữa nhé. Rồi chìa khóa vẫn hoạt động bình thường nha các bạn. Bây giờ mình ra mình bật sẵn máy lên đi các bạn. Để lỡ có gì mà cái chìa khóa này nó bị hư á thì mình còn có xe để mà chạy ra ngoài hãng để mình sửa nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị để cái chìa khóa này vào trong cái can nước này nhá. Mình sẽ để cao lên cho dễ quay nha các bạn. Vừa quay được xe vừa quay được cái chìa khóa này luôn. Các bạn nhớ like đăng ký kênh cho mình nhá. Mình đây là mình test thực tế luôn nha các bạn. Để thử xem cái này có chống nước hay không. Để cho các bạn chưa thử bao giờ có được kinh nghiệm nhá. Này là hy sinh để làm video nha các bạn. Đang mở máy nên là bấm định vị không được nhá. Rồi, thả xuống luôn nè. Đấy, bây giờ mình sẽ ngâm trong nước này một lúc nha. Để cho xem nó có ngấm nước vào trong cái chìa khóa này không nha các bạn. Đó, mình ngoáy đều lên luôn để cho xem nó có bị ngấm lên không. Còn xe của mình đang bật chìa khóa sẵn rồi nè. Đó, bây giờ cái chìa khóa này có hư thì mình vẫn lấy xe mình chạy ra ngoài hãng để mình làm cái chìa khóa mới được nha. Chắc cái chìa khóa này mình ngâm cầm 1-2 phút gì đó là được nha các bạn. Chứ ngâm lâu quá thì đợi cái video nó bị dài quá. Đấy, mình đang mở máy rồi. Nên là bây giờ nếu mà mình bấm nút định vị thì là xe nó cũng không có kêu đâu nha các bạn. Giờ cứ thả xuống ngâm một lúc nữa đi cho nó ướt hẳn đi, xem nó có bị vô nước không nha các bạn. Chắc tí nữa là phải cắt máy rồi các bạn. Cắt máy rồi bật lên lại thì mới biết được là chìa khóa có hoạt động hay không. Chứ bây giờ mà mở máy sẵn thì cái chìa khóa này nó cũng như là vô tác dụng rồi các bạn. Đang bật máy thì đâu có điều khiển được cái gì đâu. Rồi các bạn chờ thêm cho mình cỡ 1 phút nữa nha. Để cho nó lâu lâu một tí. Đó, nếu mà cỡ như là điện thoại á thì là nãy giờ chắc là đứt bóng rồi nha các bạn, là hư cái điện thoại rồi. Nếu mà cái này nó hư thì nó cũng hư rồi, còn nếu mà nó không hư thì chắc chắn là cũng không hư đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ thử xem nó còn hoạt động không nha các bạn. Chìa khóa nè, bên ngoài ướt hết rồi. Nhưng mà nếu mà nó có cái ron chấm chống thấm nước á thì là bên trong vẫn sẽ khô. Mình cắt máy rồi, bây giờ mình sẽ thử xem là bật máy lên được nha. Rồi, vậy là vẫn lên nha các bạn. Vậy là cái chìa khóa Smart Key này nó vẫn chống nước luôn nha các bạn. Không có bị vào nước như thế là tốt rồi. Đấy, chắc anh là không bị sao rồi. Đang bật máy nên là không có bật định vị được nè. Bây giờ mình cắt máy đi nè. Là mình sẽ bấm là vẫn kêu nhá.
Đó, như vậy là chìa khóa này chống nước được nha các bạn. Video test nhanh vậy thôi là biết được nó chống nước hay không rồi. Bây giờ đi ví dụ là ở ngoài trời mưa thì cứ treo đó, nó cũng không có bị vào nước đâu mà lo nha các bạn. Vứt vô cao như thế này mà nó còn không bị vào nước thì đi ngoài mưa làm sao mà bị ướt vào nước ở bên trong được. Rồi bây giờ mình test lại một lần cuối nè, mình sẽ nhúng mình quay cho nó thấm hẳn nước đi. Xong rồi bây giờ mình sẽ bấm ở dưới nước luôn nha các bạn. Mình sẽ lấy cái chìa khóa smart key này mình bấm định vị ở dưới nước luôn. Là lúc bấm cái nút nó sẽ lụt vô bên trong. Thì xem liệu nước có bị vô không nhá. Đó, mình bấm dưới nước luôn nhưng mà xe vẫn kêu nha các bạn. Là cái chìa khóa này là vẫn chống nước cho dù là chìa khóa đang ngâm ở dưới nước luôn nha các bạn. Chống nước khá là tuyệt đối luôn rồi á. Còn cái nước này bây giờ mình cưới cây đi cho xong nha các bạn. Thế là kết xong được cái một cái video rồi các bạn. Rồi, bây giờ chắc kết thúc video nhé. Các bạn coi video nhớ like đăng ký kênh cho mình nhé. Để đón chờ những video kết xe tiếp theo của mình nha các bạn. Có được cái gì kết được thì mình sẽ kết tiếp nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi video nhé. Đây có con chó trắng của nhà mình nè các bạn. Nó màu trắng hết luôn á. Nhưng mà do là đất ở đây màu vàng nên là nó hơi bị đổ sang màu vàng nha các bạn. Giờ mà cắm cho nó là nó thành nguyên một con chó màu trắng á. Đây, xe của mình. À, bây giờ cho các bạn coi auto nhé. Auto xe của mình là bây giờ là 1.789 km rồi nha các bạn. Với cái km này là có thể kết xe thoải mái rồi đó. Rô đai xong rồi nha các bạn. Ok nhá.